Để lan tỏa phong trào xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Văn Giang đã phát động cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. 10 xã trong huyện đã tham gia đăng ký thực hiện được trên 6.500 mét đường nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng được các tiêu chí như cứng, sáng, xanh, sạch, đẹp, có sự tham gia đóng góp của người dân và xã hội hóa để thực hiện. Bên cạnh tập trung chỉnh trang hoàn thiện những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, các xã cũng tích cực nâng cấp cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn, bổ sung biển báo giao thông, biển chỉ dẫn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo quy định. Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã nâng cấp cải tạo gần 22,4 km đường trục xã, thôn ngõ xóm, nội đồng với tổng kinh phí 264 tỷ đồng, trồng và chăm sóc trên 39 km đường hoa. Trước những rủi ro khi dựng rạp cưới ven đường, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo nhằm tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới. Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã triển khai và nhân rộng mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa. Gia đình bà Hoàng Thị Thanh Hương là một trong những hộ rất nhiệt tình hưởng ứng mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa khu phố Cao Xá. Mặc dù nhà bà khá khang trang, phía trước lại có đường nhựa rộng 14 mét. Hai cháu gái thì tôi cũng đã nhờ cái hội trường của thôn để tổ chức cái lễ cưới cho cháu là rất là thuận lợi, đảm bảo được cái an toàn giao thông này, thế rồi đảm bảo được về thời tiết. Đấy, dù là mưa hay nắng hay gió thì khách ngồi ăn cũng mình cũng cảm thấy rất là yên tâm. Giống như gia đình bà Hương, ông Lã Ngọc Điệp cũng tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Thay vì tận dụng mặt đường rộng rãi để bắt rạp cưới tại nhà, ông Điệp đã tổ chức đám cưới cho con trai mình tại nhà văn hóa. Tôi thì có hai cháu. Cháu lớn thì xây dựng gia đình thì đã tổ chức ở nhà văn hóa thôn rồi. Thế còn cháu thứ hai thì hiện tại cháu vẫn đang đi học. Thế thì sau này mà đến cái tuổi mà các cháu mà xây dựng gia đình thì chắc chắn gia đình tôi cũng lại nhà thôn để tổ chức ngoài đấy. Mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa đã được khu phố Cao Xá triển khai từ năm 2019. Qua 2 năm ảnh hưởng của Covid-19, mọi hoạt động tập trung đông người đều bị hạn chế, thì đến nay đã có 10 hộ gia đình hưởng ứng mô hình. Tuyên truyền cho nhân dân đến đây làm thì nó có lợi cái gì, và cái gì là nó bất lợi. Thế thì ở đây thì nó đã có ghế nhiều, bà con chỉ có thuê bàn các thứ vào, mà đưa vào đây thì là đảm bảo được cái an ninh và đảm bảo được cái an toàn giao thông và con không phải mắc ra đường. Sau khi làm xong thì có cái tổ vệ sinh môi trường, người ta sẽ thu gom tất cả những cái đồ thải người ta chuyển ra vị trí. Vừa rồi thì cũng có khu phố Đằng Châu thì cũng có nhà văn hóa mới thì cũng có rất nhiều hộ là cũng tổ chức đám cưới là tại hội trường của khu phố Đằng Châu. Thời gian tới chúng tôi cũng sẽ quyết tâm triển khai là làm sao đảm bảo là đám cưới là tổ chức nhà văn hóa, không để tình trạng là bác rạp ra lòng lề đường. Những mô hình tổ chức đám cưới tại nhà văn hóa hay đám cưới tiết kiệm sẽ góp phần không nhỏ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cũng như đưa thành phố Hưng Yên sớm đạt được mục tiêu đô thị loại 2.